Ok. Mùa quay nhé, quay lúc dưới này là for lúc, lúc là vòng lặp. Giả sử mình có một biến, một biến là sum, giá trị là không, mình sẽ for, cú pháp nó sẽ như thế này, và y bằng y nhỏ 10 y cộng cộng. À, mình giải thích cú pháp nó sẽ như thế này. Bắt đầu bằng câu lệnh for này, sau đó mở ngoặc tròn này, sau đó bên trong ngoặc tròn này mình sẽ có ba khối lệnh. Thứ nhất là khai báo một biến y bằng không, đây nhá, khai báo đây nhá, và y bằng không, đây là câu lệnh khai báo, kết thúc vào dấu chấm phẩy này. Đấy là cái câu lệnh khai báo phía đầu tiên ở giữa này. Đây là điều kiện, câu điều kiện khi mà y mà nhỏ hơn 10 thì nó sẽ chạy vào cái vòng lặp này. Nếu mà y không nhỏ hơn 10 thì nó sẽ ra ngoài, nó không chạy vào trong vòng lặp này nữa. Cái câu lệnh thứ ba là câu lệnh tăng, tức là y sẽ cứ mỗi vòng lặp thì y sẽ được cộng thêm một. Chỗ này mình có thể sửa thành y trừ trừ chỗ khác thì qua một vòng lặp nó sẽ giảm đi một đấy, hoặc y nhân 2 chẳng hạn đó. Nhưng mà thường thì người ta sẽ viết là y cộng cộng, cũng rất ít khi mà sử dụng mấy trường hợp kia. Chỗ này có ba, có thể y bằng một chẳng hạn, nó y bằng không tùy nhá. Và cái câu điều kiện ở chỗ này là câu điều kiện để chạy vòng lặp, khi điều kiện thỏa mãn sẽ vào đây, còn điều kiện không thỏa mãn thì nó sẽ không chạy vào vòng lặp này. Giả sử mình muốn tính tổng tất cả các số từ 0 cho đến 10 thì mình sẽ viết như sau. Mình khai báo một biến bên ngoài, biến tổng bên ngoài có giá trị là 0. Sau đó mình for, mình screen y ra xem. Y này bằng mình muốn tổng tổng của các số từ 0 cho đến 10 đúng không? Không thì không, và số nào cũng bằng số đó thì không cần không, mình sẽ cộng từ 1 đi. Mình mong muốn cộng đến số 10 vì y nhỏ hơn 10 đây thì điều kiện nó để chạy vòng lặp thì y sẽ phải bằng nhỏ hơn bằng 10 đúng không? Thì y tối đa là bằng 9. Bây giờ mình muốn y bằng 10 nữa thì mình sẽ viết dấu bằng đây. Thì tức là y nhỏ hơn bằng 10. Đó. Sau đó mình sẽ lấy tổng này sẽ bằng cái tổng cũ đúng không? Mình cộng với một số y như thế này. Sau khi kết thúc vòng lặp mình sẽ print ra xem tổng nó là bao nhiêu. Đây, mình có 10 vòng lặp đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 10 lần chạy 10 lần. Sau 10 lần chạy mình có tổng của từ 1 đến 10 là bằng 55. Chỗ này mình có thể viết gọn lại như thế này. Y sum sẽ bằng cộng bằng y như thế này. Đó, nó sẽ viết gọn lại. Kết quả tương tự. Có bạn nào muốn hỏi về vòng lặp for này không? Ok, không anh Hùng ơi. Ok, mình sẽ đi tiếp về function, sau đó mình sẽ làm bài tập.